Alaska và 5 điều chưa chắc đã đúng đâu. Đầu tiên, Alaska rất trung thành một quân chủ, nhưng mà chủ nào thì mình không biết nha, tại vì nó chỉ quân những chỗ có pate và có đồ ăn thôi, cho nên chủ nào thì mình không có biết trước được. Thứ hai, Alaska có ngoại hình rất lớn nên chúng rất cần không gian lớn, nhưng mà hỡi ơi, cái phòng của mình nó nhỏ như cái lỗ mũi vậy đó, mà nó quậy mình dọn cả một ngày trời luôn. Lỡ mà mình có không gian lớn hơn, to hơn, chắc là mình đi bỏ nhà luôn quá mọi người ơi. Thì điều thứ ba, Alaska không ngáo như Husky đâu, mà là ngáo hơn Husky. Trời ơi, tổ tiên á thì ngầu đét giống vậy nè, là loài sói, nhưng mà con cháu thì cứ bị làm sao ấy. Thứ tư, Husky rất to con nên là ôm cực kỳ thích luôn, giống như là gấu bông ấy, nhưng mà không phải con gấu bông nào cũng để mình ngã tựa lưng vào. Mọi người biết sao không? Vì riêng Husky này bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong là đứa trẻ con ấy nha. Thứ năm, Alaska không biết sủa. Mọi người biết điều đó chưa? Không biết sủa nhưng không đồng nghĩa với việc là không biết hát nha mọi người. Trời ơi, Alaska đã là quán